Cũng theo báo cáo của ngành y tế, trong 5 ngày nghỉ lễ, toàn tỉnh ghi nhận 391 trường hợp mắc COVID-19. Tính đến thời điểm này, kết quả tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho nhóm đối tượng trên 18 tuổi đạt 99,3%, mũi bổ sung đạt 96,8%, mũi nhắc lại lần 1 đạt 88%, mũi nhắc lại lần 2 đạt 92%. Đối với nhóm từ 12 đến dưới 18 tuổi, tỷ lệ tiêm ít nhất một mũi đạt tiêm hai mũi đạt 99,3% và tiêm mũi nhắc lại đạt 86,3%. Tiến độ tiêm cho nhóm từ 5 đến dưới 12 tuổi đạt 97,9%.